Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì thì giờ phước hạnh chúng con được thờ phượng Ngài. Giờ đây chúng con suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con, dạy dỗ chúng con biết được ý muốn của Ngài trên cuộc đời chúng con và ban năng lực từ trời để chúng con đủ sức áp dụng lời Chúa vào đời sống của chúng con. Chúng con sống một đời sống vui thỏa, phước hạnh và mang nguồn phước, mang vui thỏa đến cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa. Kính thưa quý ông bà, anh chị, năm mới đã đến. Với tư cách là quản nhiệm Hội Thánh, tôi trân trọng kính chúc quý ông bà, anh chị em một năm mới dồi dào sức thiên, cả trong đời sống tâm linh lẫn thể xác, được sự bình an, sự chăm sóc của Chúa trong suốt năm mới, muốn thật hết lòng. Kính thưa quý ông bà, anh chị, chúng ta đã bước vào năm mới, Tết đã đến. Bây giờ tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị, quý ông bà, anh chị em có vui không? Tại sao vui? Có phải là nói cười là vui không? Có người nói cười cười nhưng mà lòng vẫn buồn rười rượi. Một thi sĩ đã từng viết rằng có người khóc thầm trong bóng gượng cười trước sân. Thi hào Nguyễn Du viết: vui là vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai. Rồi có người cũng biết là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong người buồn, trong người có tan chế thì cái cảnh người ta bắn pháo hoa rồi hòa nhạc nổi tiếng hay là có cái chương trình gì đó đặc biệt của nhà nước, chúng ta cũng không vui được, phải không? Lòng buồn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vì vậy cho nên tôi ước ao chúng ta nói về đề tài vui mừng trong Chúa. Vui mừng là gì? Vui mừng trong Chúa là gì? Tại sao chúng ta có thể vui mừng đang khi ở trong sự khó khăn? Chúng ta cần làm gì để có niềm vui đó? Và đây là ba câu mà chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Bây giờ để có thể rõ hơn, chúng ta biết bối cảnh của thư Philip. Chúng ta biết khi mà Phaolô cầu nguyện xin Chúa cho con biết phải đi truyền giáo ở đâu, thì ban đêm kia Chúa cho có một người Macedon hiện đến và nói rằng hãy đến mà cứu giúp chúng tôi. Và Phaolô biết được như vậy cho nên ông vội vàng đoàn truyền giáo cùng ông đi qua Macedon để truyền giáo. Và tại đây khi đoàn truyền giáo đi đến một cái bờ sông kia, đi dọc vào buổi sáng, thấy một nhóm người nữ đang nhóm cầu nguyện, thì sứ đồ Phaolô và đoàn truyền giáo làm chứng cho tại đây có người tin Chúa đầu tiên là Lydia. Bà là người đầu tiên tin Chúa tại châu Âu. Và cũng tại Philip, sau này sứ đồ Phaolô đi đến một nơi kia, trong ngày đó truyền giáo thì có một người bị quỷ phi tôn ám. Cái bé gái này bị quỷ phi tôn ám và người ta đến nó có thể bói khoa và cho người ta biết nhiều điều. Cho nên gia đình đó họ nhận được rất nhiều tiền. Nó cứ đi theo Phaolô. Khi Phaolô giảng thì nó nói đây là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, đây là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Phaolô không cho phép một người bị quỷ nhập mà tôn cao Đức Chúa Trời, cho nên ông nhân danh Chúa Jesus Christ mà truyền cho quỷ phải ra khỏi, và nó đã ra khỏi. Chủ nhà thấy không có được lợi lộc nữa cho nên họ bắt Phaolô, họ gây náo loạn lên và họ đưa đến, họ đánh đòn và nhốt tù Phaolô. Trong lúc Phaolô ở tù thì ông và Sila ngồi ca ngợi Chúa. Ông và Sila ca ngợi Chúa. Và ban đêm như vậy đó thì Chúa khiến một trận động đất nổi lên rất là lớn và xiền tù phạm thấy đều tháo cả. Bây giờ mọi người đều nhốn nháo và viên đề lao, tức là cũng là giám ngục, ông ta tự rút gươm giết mình, bởi vì có cái luật như vậy: một người giữ tù mà để tù chết, để tù trốn đi thì người đó phải ở tù thế cho tù nhân. Bởi đó mà viên giám ngục này không có muốn sống một cách nhục nhã, ông rút gươm tính giết mình. Sứ đồ Phaolô nói đừng làm như vậy, chúng ta còn ở cả đây. Cho nên viên đề lao nói vừa sung sướng mà vừa run sợ, quỳ xuống mà nói các chúa ơi, tôi phải làm gì cho được cứu rỗi, bởi vì ông biết rằng trận động đất này xảy ra bởi Đức Chúa Trời cho phép. Sứ đồ Phaolô nói là hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều được cứu. Và rồi cả nhà đều trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Và lúc bây giờ như vậy Hội Thánh Philip được hình thành tại đây. Lydi, người buôn hàng sắc đĩa, một thương gia giàu có, tin Chúa. Và tại đây, cả gia đình viên giám ngục tin Chúa, họ được cứu. Và khoảng 10 năm sau, sứ đồ Phaolô bị bắt ở tù tại La Mã. Hội Thánh Philip mới cử Epaphroditus đến thăm và chăm nuôi, thăm chăm sóc, đem đồ cứu tế đến. Và sau khi
Epaphroditus trở về, thì sứ đồ Phaolô viết bức thư cho hội thánh của Chúa tại Philip. Bày tỏ cái niềm vui, cái phước hạnh, mặc dầu lúc bây giờ ông đang ở tù và sắp lên đoạn đầu đài. Làm sao Phaolô có thể vui được đang khi ông ở tù chứ không phải là khó khăn về kinh tế? Làm sao? Rồi bây giờ chúng ta làm gì để có thể có được niềm vui đó? Sứ đồ Phaolô rất vui mừng. Vào năm 61, ông viết bức thư này để cảm ơn họ và bày tỏ tình cảm của mình đối với hội thánh của Chúa tại Philip. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta cùng suy nghĩ là tại sao chúng ta vui mừng trong Chúa? Thứ nhất, vì chúng ta đang ở trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Khi chúng ta cầu nguyện là lại Chúa, con cầu nguyện xong là con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, amen. Cái câu mà nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, amen, đó có phải là câu thần chú để chúng ta đọc kết thúc cái bài cầu nguyện không? Không phải. Nó cũng đồng nghĩa với câu trong tiếng Anh, in the name of the Lord Jesus Christ, amen. Trong danh Chúa Jesus con cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Jesus con cầu nguyện. Tức là nhờ danh Chúa Jesus mà chúng ta cầu nguyện và chúng ta đang ở trong Chúa. Cho nên chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có niềm vui. Sứ đồ Phaolô viết bức thư này đang lúc ông ở tù tại thành La Mã. Người Việt có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng cả ngàn năm ở ngoài đời. Thế nhưng mà tại sao Phaolô có thể ca ngợi Chúa? Như bài thánh ca nãy chúng ta nghe hát, thánh ca 891, xung về xin Chúa ngự trị lòng rồi. Khi Chúa ngự trị lòng, khi Chúa ngự trị lòng, chính thật xuân đây. Khi Chúa ngự trị ở trong lòng thì đó là mùa xuân. Khi Chúa ngự trị ở trong lòng và Chúa ngự trị một cách đầy dẫy thì chúng ta có niềm vui của Chúa. Cho nên chúng ta vui vì chúng ta đang ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị, nếu thật sự đã ở trong Chúa rồi, chúng ta có niềm vui cho dù hoàn cảnh kinh tế có ra sao. Cho dù giống như Phaolô đang ở trong tù thì ông cũng vui. Và ông khuyên là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Câu ngắn ngủi này ông đã nói hai lần, hãy vui mừng, hãy vui mừng. Có một số người ăn ở trong sự khó khăn một chút ít thôi thì cũng đã buồn rầu, chán nản. Một số người hầu việc Chúa là chỉ muốn được đưa đến cái chỗ sung sướng thôi. Đưa cái chỗ mà hơi khó một chút thì nó, ô tôi bị đầy, khổ quá đi. Và nếu như vậy thì có phải là chúng ta đang ở trong Chúa không? Cho nên xin giúp chúng ta để chúng ta kinh nghiệm cái niềm vui ở trong Chúa. Cho dù hoàn cảnh có ra sao thì Đức Chúa Trời chúng ta vẫn đang sống và chúng ta kinh nghiệm được niềm vui. Có người lệ thuộc niềm vui vào tiền tài, khi tiền tài mất họ tự tử. Có người lệ thuộc niềm vui vào cái địa vị, khi địa vị mất họ tự tử, hoặc là buồn rầu, họ chán nản. Vui mừng trong Chúa, ở trong Chúa là điều rất cần. Quý ông bà chị em có đang ở trong Chúa không? Hay là đang ở trong nhà thờ? Đang ở trong một gia đình là con của tín đồ lâu năm, tôi là đạo dòng, hay là tôi là con của mục sư, không ăn thua gì hết. Ở trong Chúa là điều cần thiết cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô và Sila chúng ta thấy trên phong vàng là họ đang hát ở trong tù, ban đêm. Ở trong tù mà hát, hát trong bóng đêm. Trong tù hai tay bị xiềng, đánh đòn, máu me, tươm cả người luôn, vẫn hát. Xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm niềm vui, phước hạnh của Chúa ở trong mùa xuân. Chứ không phải là vui vì có nồi bánh chưng, vui vì có nồi bánh tét, vui vì có nhiều tiền, vui vui vì có địa vị. Cái đó nó sẽ qua đi, mất đi, chúng ta sẽ không còn niềm vui nữa. Thứ hai, chúng ta nhận niềm vui khi chúng ta được Chúa phán riêng cho mình. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 15 câu 16, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở cho lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Chúng ta biết ông Giê-rê-mi, một tiên tri của Chúa trong thời Cựu Ước. Ông được kêu gọi vào chức vụ, thi hành chức vụ vào năm 627 đến năm 586 trước Chúa. Cuộc đời của ông đầy dẫy những gian truân, những khó khăn, những thử thách. Ông bị vua khống, bị bắt bớ, bị bỏ tù. Nhưng chức vụ ông, nhiều điều nó làm cho ông buồn. Nhưng mà khi ông nhận được lời của Chúa thì ông vui mừng hớn hở. Không phải lời đó đến trên những trang giấy mà thôi, nhưng ông tiếp nhận lời đó cho chính mình. Ông tiếp nhận cái lời đó cho chính mình, nó ăn sâu ở trong lòng mình, trong cuộc đời của mình. Cho nên ông vui mừng. Tôi vừa nghe những lời đó thì nhận lấy rồi. Lời Ngài là sự vui vẻ cho lòng tôi, niềm vui mừng. Người ta kể lại là anh Ramat, một người, một tên cướp tại Ấn Độ. Anh đi ăn cướp nhiều chỗ. Và một ngày kia anh, trong khi anh ăn cướp, anh thấy một quyển sách màu đen
bìa màu đen rất đẹp, và bên trong có những tờ giấy rất là mỏng. Và lúc bây giờ thì chưa có thuốc, loại thuốc người ta quấn sẵn. Bây giờ anh lấy cái giấy mỏng này, anh thấy thích quá, quấn thuốc, cứ xé ra mỗi ngày quấn thuốc. Nhưng mà anh cũng tò mò, anh mỗi lần trước khi quấn thuốc thì anh lấy anh đọc, rồi trước khi quấn thuốc anh đọc, à như vậy đó. Cho nên với cái tinh thần đọc tìm kiếm đó, Chúa soi sáng cho anh biết được một Chúa Giêsu đấng yêu thương anh, đấng đến thế gian này, đấng chịu chết đền tội cho anh. Anh bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu được cứu. Và khi anh thấy rằng anh có tội, anh phải đền tội đối với nhà nước, cho nên anh đến báo cho cảnh sát biết là tôi đã phạm tội, tôi đang cướp ngày đó tháng đó tại chỗ kia, ngày này tháng này tại chỗ nọ. Và nhà nước của Ấn Độ họ ngạc nhiên lắm, tại sao có một tên tù kỳ dị quá. Họ theo cái lời khai của anh, họ cứ lấy cung và rồi họ nhốt anh trong tù. Và tại trong tù anh vui mừng bởi vì anh có Chúa, anh sẵn sàng ở tù bởi vì đó là điều xứng đáng đối với những hành động của anh trước kia. Cho nên anh ở tù và vì anh vui mừng ở trong Chúa, cho nên tại trong tù anh làm chứng cho người này người kia, người kia người nọ, rất nhiều người tin Chúa vì cớ đời sống của anh. Anh tin Chúa, anh đọc lời Chúa, lời Chúa là sự vui mừng của lòng anh. Quý ông bà anh chị em, đọc lời Chúa có thấy vui mừng không? Có tiếp nhận bằng lời đó ở trong lòng của mình không? Hay là đọc lời Chúa chỉ là trên văn tự? Nếu là văn tự không thôi á, tức là trong chữ bằng giấy, thì văn tự làm cho chết, mà thánh linh thì làm cho sống. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta tiếp nhận lời của Ngài, chúng ta có niềm vui thật sự. Lời đó nó sống động ở trong chúng ta, chứ không phải chỉ là lời bằng văn tự ở trong Kinh Thánh. Cho nên có nhiều người đọc Kinh Thánh biết nhiều lắm, đọc rất là nhiều, thuộc nhiều Kinh Thánh, mà đời sống vẫn có buồn tẻ, buồn chán, tội nghiệp lắm. Ước ao trong mùa xuân này chúng ta đọc lời của Chúa và lời đó đi sâu vào trong lòng chúng ta, chứ không phải là nói cười bằng miệng là vui đâu. Nó ở trong lòng của chúng ta. Đó là điều rất cần thiết cho quý ông bà, anh chị và chính mình tôi. Đêm qua chúng ta đã suy nghĩ với nhau về đề tài tôi phải làm chi. Tôi phải làm chi? Chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta cần bày tỏ niềm vui ở trong Chúa, vì chúng ta đang ở trong Chúa, vì chúng ta nhận được lời Chúa riêng cho chính mình. Và thứ ba là chúng ta ở trong ngày gặp Chúa thì cái kết quả nó đi theo chúng ta luôn. Chúng ta biết chắc chắn cái ngày gặp Chúa, cái kết quả nó đi theo mình luôn. Ở trong Tê-sa-lô-nhất đoạn 2 câu 19, vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong ngày Ngài ngự đến sao? Phaolô vui mừng vì cớ những người tin Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững ở trong ngày gặp Chúa ở trên thiên đàng. Đây là một điều vui mừng. Cái bông trái của ông đó còn. Hồi nãy chúng ta đã đọc Philip đoạn 4 câu 1 đó. Vậy thì hỡi anh em rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng vì là mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu tôi, giấu tôi hãy đứng vững trong Chúa. Họ là cái niềm vui, cái mão triều thiên cho sứ đồ Phaolô vì ông đã đem họ đến với Chúa. Cho nên khi vào trong thiên đàng chúng ta sẽ vui mừng nhiều lắm, bởi vì chúng ta có kết quả ở đó, có nhiều người đến và gặp chúng ta và nói: ô, cảm ơn anh, cảm ơn chị, nhờ anh, nhờ chị mà tôi được vào thiên đàng. Hoặc là cảm ơn anh, cảm ơn chị, nhờ anh, nhờ chị mà tôi được gây dựng, được nâng đỡ trong đức tin. Còn nếu chúng ta lên thiên đàng mà chúng ta không thấy có cái gì của mình ở trên đó, không có vui bao nhiêu, phải không? Ao ước chúng ta sẽ có niềm vui khi chúng ta vào thiên đàng. Chúng ta hầu việc Chúa vì cớ yêu Chúa, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ngày cuối cùng cái kết quả đó thật là phước hạnh dành cho chúng ta. Ở trên phong màn chúng ta thấy cái thập tự giá luôn luôn đi theo cái mão triều thiên. Cho nên là nếu không có thập tự giá hôm nay thì sẽ không có mão triều ngày mai. Vinh hiển sẽ xảy đến, nhưng mà trong khi chúng ta hầu vị Chúa ở trần gian này, chúng ta có những khó khăn, có những thách thức, có những gian truân trong cuộc đời, và những điều đó tất yếu phải xảy đến để trắc nghiệm cái đời sống của chúng ta, giống như vàng phải vô trong lửa vậy. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm gì, làm sao để có vui mừng trong Chúa? Hồi nãy là tại sao có vui mừng, bây giờ là làm sao. Hai chữ: tại sao, và bây giờ là làm sao. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta có niềm vui ở trong Chúa thật sự, thứ nhất là hết lòng tin cậy Chúa. Ở trong công vụ đoạn 16 câu 34 trong bản dịch mới, dịch nó rất là rõ. Giám ngục đưa hai ông về nhà riêng, dọn tiệc hết đãi. Ông và cả gia đình đều tràn ngập vui mừng. Tràn ngập vui mừng vì đã tin đến Đức Chúa Trời. Gia đình giám ngục tràn ngập vui mừng, chứ không phải vui mừng. Tràn ngập vui mừng cho nên đãi tiệc
Sứ đoàn Phao-lô và Si-la ở đây, họ đãi tuyệt, họ vui mừng, lòng vui mừng tràn ngập luôn. Vì cớ họ tin, họ thật lòng tin. À, chúng ta cũng thấy có một số người tin rồi bỏ Chúa, hoặc là tin vì có để cưới vợ, cúi đầu lại Chúa ban ngôi cho con được vợ, con thôi nhà thờ đó. Có người tin Chúa vì kiểu này, hoặc là tin Chúa vì kiểu kia, hoặc là tin Chúa để được cái gì đó, mà không thật lòng tin, cho nên không kinh nghiệm được cái niềm vui tràn ngập giống như gia đình của Đề Lao. Họ tràn ngập niềm vui vì đã tin Đức Chúa Trời. Họ hết lòng tin, cho nên họ kinh nghiệm được niềm vui vô tận. Cảm ơn Chúa. Ước ao mỗi chúng ta cũng hết lòng tin, đừng có nửa tin nửa ngờ. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên cao. Tin có Chúa mà Chúa ở trên cao, Chúa xa lắc xa lơ. Không, chúng ta tin Chúa thật sự đang ở đây, đang sống ở trong chúng ta, trong lòng của chúng ta, ở giữa chúng ta, giữa cuộc đời chúng ta đang sống. Chúng ta kinh nghiệm niềm vui vì cớ chúng ta có Chúa. Hết lòng tin cậy Chúa. Bây giờ, chúng ta thấy gia đình Đề Lao đãi tiệc đó, đãi Phao-lô và Si-la, vui mừng, sung sướng lắm, tràn ngập niềm vui. Và thứ hai là tiếp tục ở trong Chúa. Tiếp tục ở trong Chúa, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, Philip đoạn 4:4. Hãy vui mừng trong Chúa. Cái động từ ở đây nó là động từ trong thì hiện tại, tức là vui mừng hiện tại, cứ tiếp tục, cứ tiếp diễn. Trong tiếng Hy Lạp, động từ hiện tại nó cũng là diễn tả liên tiếng. Tôi nói, tôi vui, tức là tôi đang vui. Nói như vậy đó, niềm vui nó tiếp tục. Và ở đây là trong Chúa, Phao-lô cứ tiếp tục ở trong Chúa. Và cái việc trong Chúa này nó cũng giống như là cái cây nho, cái nhánh nho ở trong gốc nho. Cái nhánh nho ở trong gốc nho thì nó nhận được nhựa sống từ gốc nho, và chúng ta thấy ra trái trĩu nặng, và người ta phải lấy cây xỏ ngang qua để giữ cái nhánh nho nó quèn quằng xuống. Khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta tiếp nhận nhựa sống từ nơi Chúa, chúng ta sẽ tươi mới và chúng ta sẽ có kết quả cho Chúa. Còn nếu không thì chúng ta héo úa, chúng ta tàn tạ và không có kết quả gì cả. Hầu vì Chúa mà tính theo thời gian, cứ năm tháng trôi qua mà cứ ngày nào cũng như ngày nào nó buồn tẻ, không ra sao hết. Philip đoạn 4 câu 6 mà chúng ta thấy đó, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho chết, lo phiền chết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng khi mà nhánh nho ở trong gốc nho, nó cũng mô tả cho một đời sống tương giao mật thiết với Chúa, tức là nó nhận lấy nhựa sống từ nơi Chúa, nhận lấy nhựa sống từ gốc nho. Và cũng vậy, đời sống của chúng ta thật sự ở trong Chúa, tức là chúng ta bước vào cái mối tương giao mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, trò chuyện với Chúa như thỏ thẻ với bản thân, và chúng ta nhận được nhựa sống từ nơi Chúa, sự tế trị của Chúa trên đời sống chúng ta, lắng nghe tiếng của Chúa phán qua việc chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta giữ cái mối tương giao đó, tức là chúng ta đang tiếp tục ở trong Chúa. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhận lấy nhựa sống từ nơi Chúa để chúng ta có thể sống những ngày phước hạnh ở trên đất. Rồi, cách thứ ba đó là chúng ta trung tín hầu vị Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21, Chủ đáp rằng, hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ở đây trong câu chuyện này, bối cảnh câu chuyện đó là ông chủ đi xa giao cho người này 5 ta lăng, người kia 2 ta lăng và người nọ 1 ta lăng, và bảo là hãy đi làm lợi ra cho đến khi ta trở về. Thì người 5 ta lăng làm lợi được 5 ta lăng, người 2 thì làm lợi được 2, người 1 thì đào lỗ chôn giấu. Và khi trở về thì ông chủ phán với người 2 ta lăng và 5 ta lăng là, hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Sự vui mừng của ông chủ rất lớn đối với đệ tớ, đối với tên nô lệ. Và sự vui mừng của chúng ta ở trong Chúa là sự vui mừng của Chúa cả hoàng vũ, rất lớn so với tất cả những gì mà chúng ta có được ở trên trần gian này. Những niềm vui ở trên đời này sẽ qua đi tạm bợ lắm. Cho nên khi chúng ta trung tín hầu vì Chúa, chúng ta nhận được phước hạnh, niềm vui rất lớn từ nơi Chúa. Bây giờ chúng ta thấy là người này 5 ta lăng, người kia 2, người 1. Bây giờ tôi hỏi quý anh bạn, chị em này ở đây, có ai mà không có 1 ta lăng nào không? Xin đưa tay coi. Có ai trong chúng ta là không có 1 ta lăng nào không? Không. Tức là người nào cũng có hay phải không? Người nào cũng có. Như vậy thì để kinh nghiệm niềm vui ở trong Chúa, bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta hãy đi về và làm lợi ra. Đừng có giấu. Bởi vì nếu người nào giấu thì nguy hiểm lắm. Chúa nói
phía sau đó, những câu sau đó chúng ta thấy người giấu đó là bị nguy hiểm lắm. Đừng có ai trở về mà giấu cả. Hãy làm lợi ra để chúng ta kinh nghiệm niềm vui rất lớn ở trong Chúa. À, ở trên phong màn có ghi cái người bị quỷ nhập. Người này sau khi được Chúa đuổi quỷ rồi thì đến với Chúa nói: Chúa ơi, xin cho con đi theo. Chúa nói: không được, ngươi hãy đi về nơi bà con, nơi quê hương của ngươi mà nói về cái việc lớn lao Đức Chúa đã làm cho ngươi. Người này đi về và đi khắp cả Decapolis và nói về quyền năng của Chúa, về tình yêu của Chúa đã thể hiện trên cuộc đời của mình. Cả Decapolis, một xứ rộng lớn, đã nghe, đã biết về Chúa qua đời sống của người này. Ao ước mỗi chúng ta đều là những người kinh nghiệm niềm vui, kinh nghiệm phước hạnh ở trong Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Hãy nói cho những người xung quanh biết điều đó để họ cũng đến, họ nhận được niềm vui, phước hạnh ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta có thể đi đến phần cuối cùng. Hãy hết lòng tin cậy Chúa. Thật lòng tin Chúa như gia đình Đề Lao để chúng ta kinh nghiệm niềm vui, phước hạnh, chứ không phải nương cậy vào tiền bạc, nương cậy vào những gì ở có ở đời này. Những điều đó có nhưng mà nó phụ thôi, còn ở trong Chúa là điều cần. Bây giờ hãy tiếp tục ở trong Chúa, đừng có rời khỏi Ngài. Hãy bước vào mối tương giao mật thiết giữa chúng ta với Chúa, đừng có xa rời Chúa. Và thứ ba là hãy trung tín hầu vì Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta áp dụng ba điều này để chúng ta kinh nghiệm niềm vui và phước hạnh khi chúng ta đang sống ở trên đất này. À, để kết thúc tôi kể một câu chuyện. Trong tạp chí The Hope Health Letter có kể một câu chuyện ngắn như vậy. Vào tháng 10 năm 1995, đăng nghe một câu chuyện có một người đàn ông sống với vợ và hai con với cha mẹ của mình trong một căn lều rất là nhỏ. Và ông ta thấy nó chật chội quá, cho nên ông ta đi đến với già làng và nói: cho biết tôi đang ở đây sống như vậy, nó rất là khó chịu, rất là chật chội, vất vả lắm. Ông già làng nói: ở nhà, anh có nuôi gà trống không? Dạ có. Như vậy thì hãy bắt con gà trống nó nhốt chung ở trong cái lều của anh. Và tuần sau đến gặp tôi sẽ giải quyết. Anh ta vâng lời về nhà, nhốt con gà trống chung ở trong cái lều đó luôn. Một tuần sau gặp ông già làng. Và khi gặp ông già làng thì ông già làng mới hỏi sao? Anh này nó ôi thật là tồi tệ. Một tuần lễ trôi qua tồi tệ, nó chật chội thêm. Và cái mùi hôi hám của phân gà khó chịu lắm ông già làng ơi. Ông già làng mới hỏi: như vậy anh có nuôi bò không? Nó dạ có. Nói một cách dè dặt, dạ có mà nhẹ nhẹ thôi, không dám nói mạnh. Dạ có. Ông nói: bây giờ bắt con bò đó, bắt con bò đó nhốt luôn ở trong cái lều đó luôn, và một tuần sau đến gặp tôi sẽ giải quyết. Anh này cũng phải vâng lời, bởi vì sống ở trong làng, ông già làng có uy lắm. Bắt con bò, hồi nãy có con gà rồi, bây giờ bắt con bò. Một tuần trước có con gà, bây giờ bắt luôn con bò, nhốt luôn trong nhà đó. Hai vợ chồng, các con và cha mẹ nữa. Rồi, một tuần trôi qua gặp ông già làng, nó thế nào? Nó già kinh khủng quá, vừa hôi hám, vừa chật, vừa mệt mỏi, khó chịu quá. Ông già làng mới hỏi: ở nhà anh có nuôi dê không? Dạ có, cũng nhẹ nhẹ thôi. Bắt con dê nhốt chung trong nhà sống luôn, một tuần sau đến gặp tôi và tôi giải quyết. Và ông cũng phải, nghĩa là bắt đắc dĩ mà vâng lời, bắt con dê nhốt chung ở trong nhà luôn. Một tuần sau kể lại cho ông già làng: ôi chú tội nghiệp quá ông già làng ơi, khổ quá chừng. Ông già làng hỏi: được rồi, nhưng mà bây giờ ở nhà anh có nuôi chó không? Dạ có. Thôi bắt con chó nhốt luôn ở trong nhà. Bắt con chó nhốt luôn ở trong nhà. Rồi tuần sau tới đây gặp tôi giải quyết. Nhốt luôn con chó, tức là gà, trống, con bò, con dê, con chó nhốt chung. Bây giờ ông không chịu nữa, không gặp ông già làng nữa. Bây giờ thôi, ông tống khứ tất cả, chịu không nổi rồi, một tuần nữa trong quá chịu không nổi. Ông tống khứ tất cả con bò, con gà, con dê, con chó ra khỏi hết. Và bắt đầu từ nay ông sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước kia. Bởi vì trước kia hai vợ chồng, hai đứa con với cha mẹ già mà đã thấy chật, thấy mệt rồi. Bây giờ thêm mấy cái thứ, mấy cái con lỉnh kỉnh này nữa, nó khổ quá chừng. Cho nên bây giờ tống khứ mấy con này đi, thì bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Kính thưa quý ông bà anh chị, câu chuyện này người ta viết có mục đích là những thử thách xảy ra dồn dập, nặng nề, để chúng ta biết rằng những ngày mà chúng ta sống nhẹ nhàng, thảnh thơi đó, đó là những ngày phước hạnh. Lúc mà chúng ta đau ốm nặng quá đó, thì chúng ta mới thấy những ngày mà chúng ta sống bình yên, không đau ốm mới là điều rất quý.
Và những thử thách xảy ra làm chúng ta thấy rằng những ngày tháng nhẹ nhàng đó là những ngày rất là giá trị. Vì vậy cho nên khi chúng ta nhìn lên, chúng ta sẽ thấy mình không có bằng ai. Nhưng mà khi nhìn xuống, chúng ta thấy có nhiều người còn khó khăn, còn khổ sở hơn mình. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta thấy cái niềm vui, phước hạnh ở trong Chúa, thấy cái sự bình an mà Chúa cho chúng ta có hiện tại. Và rồi khi chúng ta về gặp Chúa ở trên nước Ngài, chúng ta hưởng được phước hạnh, vinh hiển và thỏa lòng, bình an. Cho nên bây giờ xin Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng ở trong Chúa từng ngày vì chúng ta đang sống ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Muốn thật hết lòng.